Sau hành trình tham quan nhiều địa điểm khác nhau, một không gian thư giãn sử dụng các sản phẩm từ thiên nhiên thế này đang là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn. Tại spa này, đội ngũ nhân sự hầu hết là người khiếm thị, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe về massage trị liệu. Chính vì vậy, đây là nơi được nhiều khách hàng tin cậy và lựa chọn, trong đó có không ít du khách quốc tế. I think I've tried quite a lot. Yeah, uh... I Omamori Spa là chuỗi cửa hàng massage được thành lập và điều hành bởi Playlink hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, nhằm cung cấp các chương trình đào tạo và chuyển đổi việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người kiếm thị. Suốt 5 năm vừa qua, uh, Omamori Spa đã được khách hàng rất là yêu quý và tin tưởng thì có 92% là xuất sắc và 6% là tốt. Hai chỉ có 2% là khá và trung bình. Trong đó có 60 66% là khách nước ngoài quốc tế và 34% là khách Việt Nam. Với mục tiêu chuyển đổi nghề nghiệp đào tạo dành cho các bạn khuyết tật và để các bạn có thể tự tin mạnh mẽ uh, hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Omamori Spa và Flylink từng bước muốn nhân rộng cái mô hình đào tạo và uh, phát triển mạnh mẽ để cho các bạn khiếm thị khắp hầu khắp cả nước có thể thụ hưởng cái cái mô hình này. Với việc phát triển hệ thống spa này, bên cạnh mong muốn cung cấp một dịch vụ chất lượng với giá cả phải chăng cho khách hàng, đơn vị đầu tư còn tạo điều kiện để những người khiếm thị có cơ hội được đào tạo nghề một cách bài bản và có thể làm việc nhận khoản thù lao tương xứng theo sức lao động